Rồi. Hello anh em, cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì hôm nay ở nhà mình sẽ review cho anh em xem một cái món mà mình vừa mới săn được vào ngay cái dịp sale ở trên Phong Vũ đó các bạn. Thì cái món mà mình muốn review cho anh em xem á, thì anh em thấy cái hộp nó giống như những cái hũ kem không? Đấy, nó nhỏ gọn như thế này này thôi. Thì cái tên sản phẩm này là loa Bluetooth Xiaomi Compact Speaker 2 màu trắng. Đây, đây là cái loa đó các bạn, loa Bluetooth của hãng Xiaomi luôn. Và đây là một cái bản loa Bluetooth mà dạng compact đó các bạn, bản thu gọn thôi. Giá bình thường của nó là hơn 200 nghìn đó các bạn. Và mình mua ở đây, cái này ở dịp sale của Phong Vũ thì mình mua chỉ có 90 nghìn thôi. Thì bây giờ xin mời anh em cùng học với mình nha. Đây, tên sản phẩm nè. Mi Compact Bluetooth Speaker 2, bây giờ mình sẽ khui cho các bạn cùng xem nha. Đó, thì đây là bên trong của cái hộp này. Nó rất là nhỏ gọn luôn các bạn. Thì ở bên trong hộp á, thì mình sẽ có mấy cái tờ hướng dẫn sử dụng lên ta lên tin nè. Đây là một cái logo của thương hiệu Xiaomi nha. Đó, và cái hộp này á, cái lo này mình sẽ được tặng kèm với một cái dây móc màu trắng luôn nha các bạn. Các bạn thấy trắng tinh luôn không? Thì ở chính giữa lo này nó cũng có một cái logo, một cái chữ Mi thương hiệu của Xiaomi luôn. Và ở ngoài sau này là một cái công tắc để mà mở lên á, thì nó có cái nút nguồn nha các bạn. Đây là cái phần này nó sẽ làm bằng một cái loại xốp, xốp mềm, xốp dẻo đó các bạn. Mình bấm vô nè. Power on. Đó, các bạn nghe nó chữ power on không? Thì cái loa Bluetooth này được trang bị cổng sạc là micro USB luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Về cái độ nhỏ gọn của nó nè, thì nó chỉ nhỏ gọn như thế này trên bàn tay thôi. Đó, các bạn dễ hình dung được cái kích thước thực của nó. Và mình sẽ giới thiệu luôn cái đây là cái lỗ. Đây thì đây là một cái đèn báo hiệu là ở cái trạng thái kết nối hay là chưa kết nối. Và ở đây nó cũng kèm theo cái mic luôn nha các bạn, cái mic thoại luôn, để mà khi mà các bạn kết nối với cái điện thoại á, thì nó vừa là cái loa cho các bạn và vừa cũng là một cái mic nói chuyện luôn, để mà khi mình nhận cuộc gọi đó các bạn, thì mình có thể nói chuyện trực tiếp vào đây luôn. Nó sẽ thu nhận cái mic từ trực tiếp những cái loa này. Đó là cái điểm hay, đó là cái điểm hay của em loa Xiaomi này. Thì cái tên của cái sản phẩm này là Mi nè, Mi BT18i nè, do mình đã có kết nối rồi. Đó, connected. Anh tắt nè. Bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ bắt cho các bạn cùng nghe thử. Thì để mà đánh giá cái lo và nghe qua âm thanh của cái thiết bị mình quay á, thì nó rất là khó để mà cảm nhận được cái âm thanh thực sự của nó các bạn. Thì theo mình cảm nhận và đánh giá chung á, thì mình thấy là cái độ lớn của cái lo này thì nó chỉ mang cái độ lớn vừa phải thôi. Nhưng mà cái đặc biệt nữa, cái đặc biệt của nó là cái âm thanh của nó phát ra rất là ấm các bạn. Độ bass và độ chép của nó nói chung là cũng rất là ok. Mình nghĩ là đó là cái ưu điểm của cái loa Bluetooth mini này. Và nó cũng có một cái khuyết điểm là cái âm thanh của nó hơi bé nha các bạn. Thì mình nghĩ là cái sản phẩm này nó phù hợp với những bạn sinh viên. Và ở trong phòng trọ thì các bạn, ở phòng trọ trong những cái phòng nhỏ thôi, hoặc là những bạn mà hay nghe nhạc ban đêm ở trong phòng á, có phòng kính, một cái căn phòng nhỏ gọn thôi, thì một cái loa này nó nghe thì rất là vừa phải và phù hợp. Chứ để mà mình nghe được ở, mình nghe ở một cái không gian nó rộng lớn á, thì như ở ngoài trời các bạn, thì mình nghĩ cái lo này nó sẽ rất là bé đấy. Nó chỉ thích hợp ở trong phòng kính thôi. Nhưng bù lại á, thì mình được cái độ nhỏ gọn nè, và cái chất âm của nó rất là hay. Bass và chép rất là ok, rất là hài hòa. Khi mà mình chỉnh tăng mát âm lượng lên á, thì cái âm thanh của nó là nó cũng không có bị cái tiếng chép quá lớn, và cái tiếng bass thì cũng vừa phải. Nói chung là mình cảm thấy rất là hợp lý trong cái tầm giá. Nó nhỏ gọn nhé mang luôn các bạn. Thì khi mình xách đi đâu mình chỉ cần có quà như thế này nè, mình bỏ vào túi hay là bỏ vào cặp mình xách đi thôi, nó cũng khá là ok luôn. Để mình khi mình đi chơi này nọ, mình đi du lịch nè, để mình muốn nghe nhạc nó ban đêm, mình thưởng thức khi ở khách sạn nọ, để mình bắt cái loa mình nghe cũng rất là ok. À, mình quên, còn cái ưu điểm của cái loa này nữa là nó có một cái mic. Đây là một cái mic tích hợp bên vào cái loa luôn, để mà khi các bạn nghe nhạc trong phòng này thì các bạn kết nối với cái loa luôn, và khi có nhận cuộc gọi đến á,
thì các bạn cũng có thể nghe được trực tiếp trên cái loa này. Các bạn để cái loa gần mình, và ví dụ cái điện thoại của bạn để ở hơi xa tí xíu đi, thì khi mà các bạn nhận cuộc gọi, các bạn lấy cái loa này bấm trực tiếp, bấm vào cái nút này thì mình sẽ nghe được cuộc gọi luôn và mình trả lời vào cái loa này luôn. Nó tại vì nó có lỗ mic tích hợp ở đây, thì mình nghĩ là đó là cái điểm tiện lợi và rất là ok ở cái mic, ở cái loa Bluetooth này. Và nếu như những bạn thích mua đồ hàng giá rẻ mà săn đồ công nghệ như mình thì các bạn nên check những cái store trực tuyến như là Shopee này, Lazada, Tiki gì đó các kiểu, và như là bên Phong Vũ, những chỗ mà cửa hàng uy tín đó các bạn. Thì lâu lâu thì họ sẽ tổ chức những cái dịp mà xả kho hay là khuyến mãi gì đó các bạn. Thì lâu lâu mình nghĩ là bây giờ với cái thời buổi cạnh tranh bây giờ thì cái việc mà khuyến mãi nó xảy ra rất là nhiều, nên là các bạn cứ canh vào ngay những dịp khuyến mãi thì các bạn săn được những sản phẩm như thế này thì nó giá của nó rất là rẻ và rất là ok. Rồi vậy thì video của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của các bạn ra để xem video này của mình nha. Video này chứ mình muốn khoe với các bạn là mình mua được cái món mà mình săn sale thôi. Vậy thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. We'll be right back.